Trong phần trước, chúng ta đã được tìm hiểu về zoning và một số lưu ý để gank hiệu quả trong Dota 2. Vậy thì trong phần tiếp theo, Meme sẽ chốt lại chương đầu tiên của series bằng một khái niệm mà Meme khá chắc là sẽ rất lạ lẫm với anh em liên minh, nhưng lại có tầm ảnh hưởng khá lớn trong Dota 2. Pulling hay kéo creep là một khái niệm mà đặc biệt là những người chơi hỗ trợ nếu nắm rõ và biết cách làm thì sẽ có được rất nhiều lợi thế ở khu vực xếp lên. Pulling là một kỹ thuật khá hay khi bạn kéo một con quái rừng về phía lên và để cho chúng chạm mặt với đàn creep đang đi tới. Từ đó, creep phe mình sẽ tự bị dẫn dụ đi theo quái rừng. Trong thời gian đám creep đang bận choảng nhau thì bạn có thể tranh thủ đứng ngoài hồi sức, đồng thời thoải mái lem lem đám creep mập mạp mà bình thường khó khăn lắm bạn mới rơi được. Áp dụng bài học về điểm cân bằng creep, creep equilibrium cho tập trước. Mục đích của việc pulling chính là giúp cho lane của mình được an toàn hơn thông qua việc phá hết creep bên mình và khiến creep đối phương tràn lên. Bên cạnh đó, khi quái rừng giết creep của mình, đối thủ cũng sẽ mất đi lượng tài nguyên tương đương với 7 creep đấy. Theo thời gian, hành động này sẽ gây cho địch bất lợi không hề nhỏ, nhất là trong giai đoạn đầu. Pulling là một kỹ năng đi lên hoàn hảo, đôi bên cùng có lợi mà bất cứ vị trí nào cũng nên luyện tập. Nếu có thể dễ dàng thực hiện kỹ năng này, bạn sẽ khiến đối thủ phải rời lên, qua đấy giúp carry của mình xanh hơn và team bạn sẽ tiến tới giai đoạn giữa game thuận lợi hơn. Thời điểm để kéo creep vào các bãi quái trên bản đồ sẽ không giống nhau, tuy nhiên thì thường ở giây thứ 15 hoặc 45 của mỗi phút. Những bãi có thể kéo được thường nằm sát với 3 đường đấu chính. Một số bãi xa hơn sẽ yêu cầu kỹ thuật pull khéo léo hơn. Với những anh em mới làm quen với Dota 2, đặc biệt cần nhớ các lưu ý sau. Cắm mắt vào khu vực bãi quái sẽ khiến quái rừng không thể hồi ra. Người chơi mới thường mắc lỗi thời gian khi kéo quái, không phải vì họ không biết thời gian mà vì họ thường rời lên muộn và để bỏ lỡ. Thay vì đóng vai trò là một tướng hỗ trợ, hãy hành động và suy nghĩ như một carry. Bạn cần làm gì để chiến thắng lên? Nếu carry mạnh hơn, bạn cũng sẽ mạnh hơn. Pulling là một kỹ năng khá khó và bạn hoàn toàn có thể mắc một số sai lầm trong những lần đầu tiên thử kéo. Ban đầu thì bạn nên tập với máy, thử nghiệm một chút trước khi áp dụng vào thực tế nhé. Pulling mang lại lợi thế khá lớn cho đồng đội, nhưng cũng sẽ là con dao hai lưỡi bởi kỹ thuật này hoàn toàn có thể phá hỏng lên của bạn nếu không thông thạo những kiến thức cơ bản. Chẳng hạn, sẽ khá dễ dàng nếu bạn chỉ cần kéo quái ra lên là xong nhiệm vụ. Tuy nhiên, những con quái trong bãi nhỏ lại rất yếu, nên nếu không xử lý khéo thì creep trên lên khi bị pull sẽ không chết, và thậm chí sau đấy còn khiến cho lên đẩy cao hơn do chúng tự động chạy ra ngoài và gia nhập cùng wave creep tiếp theo. Trong tình huống này thì bạn phải tiếp tục kéo creep sang một bãi quái khác gần đấy để vừa tiếp tục farm, đồng thời giúp cho tính mạng của những chú creep còn lại không bị rơi vào tay địch thủ. Còn nếu mà bạn thực hiện lỗi thì sẽ có tới 2 wave creep trong lên của bạn. Wave creep khổng lồ này sẽ đẩy lên lên cao, đồng thời đối phương sẽ nhận được một lượng tài nguyên khổng lồ. Đó chắc chắn là một điều tuyệt đối không nên để xảy ra. Trong một tình huống khác, khi lượng creep ngoài lên của phe bạn đang ít mà bạn còn chủ động kéo một wave creep vào rừng, hành động này có thể khiến cho trụ của bạn gặp nguy hiểm khi creep địch tràn lên quá đông mà không có sự chống đỡ. Mặt khác, với những hero carry không được châu chó cho lắm, có thể sẽ bị creep của đối phương ép và mất rất nhiều máu, để rồi tiếp theo thì trụ của bạn sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Trường hợp xấu nhất là mất luôn lên bởi chính sự bất cẩn của mình. Cũng bởi lý do đấy mà pulling là một kỹ năng cực kỳ quan trọng mà người chơi phải thuần thục. Dẫu vậy thì trong một số trường hợp, để giảm thiểu rủi ro và giúp việc kéo creep an toàn hơn, chúng ta có thể áp dụng một kỹ năng khác song song với việc pull creep để giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Kỹ năng đấy gọi là stack. Stack là việc tạo ra nhiều quái rừng trong cùng một camp. Để stack thì chúng ta cần phải canh thời điểm vào những giây thứ 52 hoặc 55 của mỗi phút vào kéo quái rừng ra khỏi khu vực camp. Nếu làm đúng thì khi quay lại bạn sẽ có một bãi quái mới tại vị trí camp vừa rồi. Stack có thể là cách đơn giản nhất giúp bạn kéo creep an toàn hơn, nhưng không phải là cách nhanh nhất để lên level cho tướng của bạn. Lý do là bởi một khi bãi quái có số lượng gấp đôi tấn công wave creep của bạn, thì wave creep đấy sẽ không đủ sức hạ được bãi quái đó. Phương pháp này sẽ giúp bạn triệt tiêu được lượng kinh nghiệm của địch khá tốt, nhưng sẽ không kiếm được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, vì quái rừng bị hạ sẽ ít hơn tùy thuộc vào độ trâu của loại quái đấy. Chính vì thế, khi bạn áp dụng phương pháp pull and stack, Meme cũng gợi ý bạn auto attack vào quái rừng phụ creep để cân bằng lượng sát thương. Cơ chế hoạt động của stacking vốn dựa trên việc người chơi sẽ đánh lừa hệ thống là bãi quái đấy đang trống bằng cách khiến quái rừng rời khỏi địa bàn của chúng. Hệ thống theo đấy sẽ hồi ra một bãi quái mới. Đám quái rừng vừa rời khỏi sau đấy thì sẽ quay trở lại. Và voila, đại gia đình trở nên đông đúc hơn hẳn. Nếu bạn là một người chơi hỗ trợ và muốn kết thúc game sớm thì hãy cố gắng hết sức stack creep cho những carry của mình để họ có thể nhanh chóng có đồ để kết thúc game đấu.
vì nếu một carry dù không có khả năng last hit tốt thì vẫn có thể ăn được một lượng creep rừng ổn định để có vàng. Vì thế, người chơi đừng ngại stack quái rừng cho đồng đội của mình, bởi thường những carry sẽ đứng ở safe lane và farm trong 20 phút đầu tiên hoặc lâu hơn, bản thân họ cũng sẽ không đủ khả năng để stack cho bản thân. Một người chơi hỗ trợ thì sẽ không cần phải farm hay là tranh giành creep của ai, nên việc stack creep cho những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình sẽ giúp các carry có thể có được một lượng tiền đầu game ổn định trước khi bước vào giai đoạn mid game. Bất kỳ hero nào cũng có thể stack creep, nên nếu có cơ hội thì những người chơi vị trí chủ chốt cũng sẽ có thể tự stack cho mình mỗi khi có thể mà không cần dựa quá nhiều vào hỗ trợ. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì số lượng quái sẽ tăng lên và khi các carry rảnh tay, họ sẽ có thể vào farm thật nhanh. Ngoài ra việc này còn giúp kéo lên thấp xuống để khu vực của bạn an toàn hơn. Khi stack camp thì việc cắm mắt liên tục trong rừng cũng là điều tối quan trọng. Khi bạn có thể giúp bản thân và đồng đội theo dõi được những stack camp để tránh bị đối phương cướp, hay để cho các carry có thể stack và theo dõi map để tránh những cuộc gánh bất ngờ. Dù hero nào cũng có thể stack, nhưng không phải ai cũng có thể stack một cách dễ dàng. Nhiều carry vẫn khá vất vả để có thể ăn được những bãi stack lớn, khiến cho lượng máu và mana giảm đi rất nhiều, qua đấy gián tiếp tạo cơ hội cho đối phương ganh, để rồi lên bảng nếm số và mất một lượng tài nguyên khổng lồ nếu không chạy thoát được. Lúc này thì nhiệm vụ của một người support đó là cắm mắt liên tục trong rừng và đứng gần những bãi stack mà carry đang ăn để có thể ứng cứu ngay lập tức, đảm bảo các core có thể xử lý bãi stack nhanh gọn và trở về an toàn. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý đến việc đi qua rừng của đối phương và chặn camp bằng mắt xanh nếu có thể. Hành động này có thể sẽ tạo khó khăn cho những core của địch khi muốn farm bù, bởi họ muốn farm thì sẽ phải bỏ một lượng tiền ra để mua mắt xanh phá ngược lại mắt của bạn. Cuối cùng thì mặc dù stack và pull nghe có vẻ như là một chiến thuật khá bá đạo trong giai đoạn đầu để áp đảo đối phương, tuy nhiên điều đấy không có nghĩa đây là một chiến thuật hoàn hảo. Trong Dota 2, có hai cách để bạn chống lại stack và pull. Thứ nhất, bạn có thể cử một người vào quấy rối mỗi khi đối phương đang stack hoặc pull. Nếu khéo léo, các bạn có thể lấy được vài mạng của địch nữa. Thứ hai chính là cắm mắt. Bằng việc liên tục có tầm nhìn sẽ khiến bãi quái đấy không thể mọc thêm quái và ngay lập tức phá hủy chiến thuật của đối phương. Nhưng tất nhiên, cách này cũng có thể bị đối phương phá giải bằng việc phá mắt. Ok, tạm kết lại video ngày hôm nay, tụi mình đã chốt lại những khái niệm cơ bản nhất trong Dota 2 và cũng là chương đầu tiên của series này. Trong tập tiếp theo, Meme sẽ tiếp tục nói về chương thứ 2, các giai đoạn chủ chốt trong game. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Meme Studio và nếu muốn chia sẻ điều gì với chúng mình thì cứ thoải mái comment bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, đừng quên like, share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo.